Xin chào mọi người, và đặc biệt là những người tuổi Tỵ, những bác, những anh chị, cũng như em và các cháu tuổi Tân Tỵ. Đây là video clip mình chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Thì cũng như từ đầu năm mình đã chia sẻ, ba tuổi Tỵ Dậu Sửu là ba tuổi phải chịu tam tai. Thì năm đầu tiên là của người tuổi Tỵ chịu tam tai năm nặng, rồi hai năm sau, năm tới thì người tuổi Dậu, và năm tới nữa thì của người tuổi Sửu. Cho nên là tất cả những người tuổi Tỵ từ đầu năm tới giờ không gặp trục trặc lớn thì cũng gặp trục trặc nhỏ, không thể nào có hanh thông suôn sẻ được. Đặc biệt là với những người Đinh Tỵ và Kỷ Tỵ, nữ mạng có nhiều cái đều không tốt đẹp. Tuy nhiên là mọi người cứ yên tâm rằng là trong năm không phải tháng nào nó cũng là tháng xui và tháng nào cũng là tháng tốt. Thì trong năm nay là tháng 8 là một trong những cái tháng mà người ta nói có là Tỵ Dậu Sửu tam hợp, mà có tam hợp của địa chi, mà khi cái trụ mà địa chi ở trong tháng mà có tam hợp á, thì công việc không phải là cái thứ mà nó có thể cứu vãn. Chủ yếu là địa chi thì vẫn vần về gia đình, tình cảm và các mối quan hệ xã hội của mình mà thôi. Còn cái trụ về thiên can á, thì mới là cái trụ chính về cái việc mà là công việc. Còn trụ mạng thì mình xét về bổn mạng và sức khỏe. Thì đầu tiên hết mình sẽ phải nói rằng là những người tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1953, một trong những cái tuổi mà có thể nói là rất là xấu đối với cái năm Kỷ Hợi 2019 về tổng năm. Tại vì sao? Vì cái chữ Kỷ nó khác chữ Quý. Mệnh là Trường Lưu Thủy, mà Trường Lưu Thủy thì sinh xuất ra Đại Lâm Mộc, cho nên là bổn mạng không được ok lắm. Rồi như vậy thì lập vào cái tháng tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 thì nó sẽ ra sao? Xét về trụ mạng á, thì người Quý Tỵ thì sinh năm 1953 đó là Trường Lưu Thủy, mà quý Dậu thì là Kim Phong Kim. Cho nên là nếu mà xét về trụ mạng là Kim sinh Thủy, bổn mạng được tương sinh tốt cho bổn mạng và sức khỏe. Mà không những cái bổn mạng mà được tương sinh như vậy á, thì cái phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng được phát sáng và phần nào hóa giải bớt cái thái tế ở phía sau cung mạng của mình. Người mà bị thái tế chi phối á, thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ở trong cái vận hạn của mình. Thiên can á, thì cái chủ thiên can á, thì chữ Quý của Quý Tỵ cùng hàng với Quý Dậu, cho nên là công việc hanh thông, nhưng mà các bác mà sinh năm 1953 thì gần như cũng không có còn làm công việc gì nhiều, chủ yếu là ở nhà hưởng tuổi già nghỉ hưu, cho nên là cái chủ công việc này cũng không quá ảnh hưởng đến mình. Địa chi Tỵ Dậu thì là thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu, đem đến may mắn cho gia đạo, tình cảm, tương trợ cho công việc và các mối quan hệ xã hội. Như vậy thì các bác tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 không phải lo lắng về nhiều, vì tháng 8 âm lịch là một tháng tốt về gia đạo và có thể là con cái không làm các bác buồn phiền ha. Đó là người tuổi Quý Tỵ. Tiếp đến đó là người Ất Tỵ, mệnh phúc đăng hỏa. Người này thì người Ất Tỵ phúc đăng hỏa thì là một trong những cái tuổi mà chữ Ất nó khác chữ Kỷ của năm, cho nên là công việc đem nhiều rối rắm, không có được thuận lợi. Người phúc đăng hỏa này xét về trụ mạng đối với cái tháng Quý Dậu, Quý Dậu này Kim Phong Kim thì là mạng là hỏa khắc kim, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không tốt, cần cẩn trọng nhiều điều. Đó ha. Thiên can chữ Ất với chữ Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Quý là Thủy, nạp âm ngũ hành của Ất giáp Ất là Mộc, cho nên có thể nói là được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, tốt cho cái việc tài lộc.
như vậy là người Ất Tỵ từ đầu năm tới giờ không có nhiều tài lộc, thì tháng này có hy vọng là có tài lộc nhưng đừng có mong cầu là lớn ha, nó chỉ là đỡ xui hơn những tháng đầu năm tới giờ thôi, đặc biệt là cái tháng 7 âm lịch với Thân Tỵ, vừa là lục hợp vừa là lục xung. Địa chi thì cũng giống như người Quý Tỵ, Tỵ Dậu Sửu thì thuộc nhóm tam hợp, may mắn trong gia đạo tình cảm và được tương trợ nhiều cho các mối quan hệ xã hội ở trong công việc. Như vậy thì rõ ràng người Ất Tỵ sinh năm 1965 ở trong cái tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Kỷ Hợi 2019, thì chỉ phải để ý một tí xíu về bộ mạng của mình. Nhưng mà rất may năm nay tổng năm là bình địa mộc, rất tốt cho phúc đăng hỏa, tức là mộc mà sinh hỏa mà, cho nên có bị sinh xuất ở một chút xíu ở tháng, có bị khắc ở tháng này một chút xíu thì cũng không quá nặng nề, có chút gì đó bệnh hoặc là nhẹ nhàng thôi nếu mà có việc gì đó ảnh hưởng tới bốn mạng. Tuy nhiên là nó sẽ không có làm cho mình bị nguy nan đâu. Và vui lòng gọi lại sau 15 phút nữa mình đang quay video ạ. Rồi, còn về địa chi, Tỵ Dậu thuộc nhóm Tỵ Dậu Sửu tam hợp, may mắn trong gia đạo tình cảm, tương trợ cho công việc và các mối quan hệ xã hội. Như vậy là tốt ha. Tháng 8 âm lịch đối với người Ất Tỵ giống như là một cái chỗ nghỉ ngơi thuần túy để mà sau cái hành trình 7 tháng từ đầu năm tới giờ đầy những khó khăn và chống phá ở trong công việc ha. Rồi, tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đây là một trong những cái tuổi mà nó sẽ đang ở trong cái gọi là đỉnh điểm của sự nghiệp. Tuy nhiên là người Đinh Tỵ thì từ đầu năm tới giờ, nhất là nữ mạng, trời ơi luôn, đúng không? Mọi người thấy là mình nói đúng, mình đã nói từ hồi đầu năm mà Đinh Tỵ năm nay vẫn chưa. Tỵ Dậu Sửu thì năm nay chữ Đinh gặp mệnh Thổ mà 5 năm bình địa mộc, cho nên là mộc nó khắc Thổ, bổn mạng cũng không được ok lắm. Rồi, đối với cái tháng 8, tháng Quý Dậu nó sẽ ra sao? Xét về trụ mạng đó thì với cái Thổ mà gặp Kim á, là Thổ sinh Kim, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không có tốt. Như vậy thì rõ ràng là không có ok lắm về bổn mạng. Cần cẩn thận khi bổn mạng bị sinh xuất á, phúc tinh và tài tinh vì thế nó bị giảm đi, giảm cái phần sáng, tức là giảm cái phần tác dụng của nó đến với những cái phá và bại tinh. Thiên can á, là chữ quý của Quý Dậu, nó khắc chữ Đinh, tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, xấu, rất là xấu trong công việc, chỉ tốt ở phần địa chi là cũng là Tỵ Dậu Sửu tam hợp thôi. Cho nên nếu như các anh các chị tuổi Ất Tỵ được nghỉ ngơi may mắn thì rõ ràng đối với người Đinh Tỵ tháng 8 cũng chưa có may mắn. Có thể nói may mắn về phần địa chi là phần về gia đạo tình cảm thôi, chứ còn về công việc thì rõ ràng không có nhiều cái tín hiệu tích cực. Thậm chí bổn mạng với sinh xuất như vậy mà thiên can quý khắc Đinh thì nó thậm chí nó còn khắc luôn, nó sẽ khống chế luôn cái sự tam hợp của địa chi luôn. Cho nên là nếu là các anh các chị tuổi Đinh Tỵ thì mình phải cần cẩn thận tiếp tục. Có thể nói nó tốt đẹp hơn so với tháng 7. Tuy nhiên là với chữ quý và khắc Đinh này thì các anh các chị nhớ cẩn thận việc giấy tờ, coi chừng phải đáo tụng địch ha. Các anh các chị nhớ cẩn thận ha. Rồi, tiếp tục đó là Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc. Kỷ Tỵ các em sinh năm 1989. Thì gặp cái tháng Quý Dậu thì rõ ràng là xét về mạng thì là Kim khắc Mộc, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận bổn mạng và sức khỏe. Đây là người các em nên nhớ là các em đang nằm trong tam tai. Đây là tháng rất là dễ lung lay bổn mạng. Cũng giống như là người Quý Hợi sinh năm 1983, những tháng đầu năm nữ mạng rất là dễ lung lay. Mình nói thật cho mình, từ đầu năm bây giờ là mình có chứng kiến 4 năm cái đám ma của những người nữ Quý Hợi rồi. Cho nên là Kỷ Tỵ bắt đầu là những cái lúc
lai luôn lai dữ dội. Tại vì tháng 4 á, của năm Kỷ Hợi 2019 này á, là tháng Kỷ Tỵ. Tuy nhiên từ đầu năm bây giờ thì Kỷ Tỵ mà nói mà bị nạn mà bị để mà mất ảnh hưởng nguy nan tới bổn mạng thì chưa. Bây nhưng mà từ tháng 8 này thì phải cẩn thận ha. Thiên can á thì nếu như đúng là chữ Kỷ nó khắc chữ Quý. À vậy là tháng thiên can khắc tháng, công việc cũng tiếp tục rơi vào khó khăn. Nhưng mà dù sao đi nữa mình vẫn đỡ hơn là cái anh chị Đinh Tỵ này, vì là Kỷ khắc Quý chứ không phải Quý khắc Kỷ. Dù sao nữa nó có chống phá, nó có rối ren nhưng mà mình vẫn giải quyết được ha. À, địa chi thì rõ ràng là vẫn tam hợp giống như là những tuổi Tỵ khác, tốt cho tình cảm gia đạo. À, thậm chí là nếu như mà các em nào mà Kỷ Tỵ chưa có lập gia đình thì tháng này với cái tam hợp như thế này thì tình cảm dễ phát sinh, cái sao hồng loan vì thế, cái sao đào hoa vì thế được kích hoạt và dễ có tình cảm. À, ngon lành ha. Rõ ràng là nếu mà nãy giờ mình xét thì rõ ràng là Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ là hai cái tuổi sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhiều cái sự gọi là xấu ở trong tháng Quý Dậu, tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, dù rằng có tam hợp tháng ha, cả về bổn mạng lẫn công việc. Tiếp tục đó là các cháu tuổi Tân Tỵ với mệnh Bạch Lập Kim. À, Tân Tỵ thì thuộc Kim, Quý Dậu cũng Kim, như vậy là Kim đồng hàng bổn mạng. Ok, Tân Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là có thể nói là tháng 8 là tháng nghỉ ngơi của người những người tuổi Tân Tỵ, vì với vừa thi ông ha, bây giờ đang lục đục sách ba lô vào cái giảng đường đại học, đang ở trong cái một cái khí thế bắt đầu một cái cánh cửa mở ra đối với mọi người, đối với các cháu, cho nên là có thể nói là ok, không có vấn đề. Tỵ Dậu Sửu lục thuộc nhóm tam hợp, tốt cho gia đạo tình cảm, tương trợ cho công việc về các mối quan hệ. Như vậy người Tân Tỵ đối với tháng 8 thì là tốt đẹp. À, với cái tam hợp Tỵ Dậu Sửu thì cái sao đào hoa nó được kích hoạt. À, các bạn nữ rất dễ được người để ý tình cảm ha, cho nên là yên tâm thì cũng đúng thôi. Nếu như đúng xét đúng thì phần lớn của các cháu Tân Tỵ thì bắt đầu vào môi trường đại học, thay đổi một cái môi trường mới, gặp tiếp xúc với những người mới, đem lại ấn tượng mới và sẽ có được cái tình cảm như mình mong muốn, vì mình đã kết thúc cái hành trình 12 năm mà gian khó tập trung vào học hành. Ở đại học thì phải yêu đương một tí xíu ha, hẹn hò chút thì nó mới vui vẻ. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, một trong những cái tháng có tam hợp địa chi tốt đẹp cho gia đạo đối với những người tuổi Tỵ. Tuy nhiên là với Đinh Tỵ và Kỷ Tỵ thì cần cẩn thận vì bổn mạng và sức khỏe bị tương khắc đôi chút, đặc biệt là với những người Đinh Tỵ cẩn thận mất mát tiền bạc và đáo tụng đình. Kỷ Tỵ thì công việc có khó khăn tuy nhiên cũng có thể giải quyết được, nhưng bổn mạng Kỷ Tỵ thì xấu hơn. Nhớ ha, cái nào mà xấu thì mình chú ý rồi. Hy vọng rằng đây là những cái thông tin hữu ích, giúp ích cho những người tuổi Tỵ ứng dụng được vào cuộc sống mà có được cái tháng 8 thành công mỹ mãn. Mọi người tuổi Tỵ xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, vận hạn của tuổi người thân và bạn bè, thậm chí là bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.